Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Ngọc Huy Audio. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một mẫu dây quang mới về bên em. Đây, một mẫu dây quang của hãng. Để em xíu để em cho các bác xem. Hotec. Nhìn khá là đẹp và dây này được đúc liền nguyên khối. Và đầu rắc nhìn khá là đẹp. Với cái đầu rắc được mạ vàng theo tiêu chuẩn có 24K. Thì những cái dòng dây quang sẽ sử dụng lấy tín hiệu bằng đường ánh sáng để cho ra các chất âm khá là chi tiết hay. Cái cộng dây này nó bắt âm thanh, bắt chi tiết, những âm thanh chi tiết nó khá là nhạy. Thì giờ em sẽ cho các bác xem cái lõi, xem cái mã dây. Như các bác thấy nó có một cái mũi tên, thì cái dòng dây này là dòng dây được chống nhiễu một chiều. Và như các bác thấy, bề ngoài của dây có một cái màu xanh khá là đặc biệt. Và cái vỏ của dây nó khá là trong suốt, dẻo. Thì các bác đút, khi các bác sử dụng mà có đút vào tường, nó sẽ khó cái trường hợp mà gãy gập, cũng như là bị dập dây, cũng như là cái lõi dây. Thì để kiểm tra được cái sợi dây này nó còn tín hiệu hay không, thì em sẽ chỉ các bác khá là đơn giản bằng chiếc điện thoại thôi. Thì các bác bật cái đèn flash của điện thoại lên và cho nó vào cái lõi, thì các bác thấy cái lõi còn lại nó sẽ phát sáng như thế này. Đó. Thì sợi dây này bên em đang có một cái chiều dài là 1,5m và 2m. 1,5m bên em đang có giá là 215.000 cho một sợi. Và chiều dài 2m là bên em đang có giá là 230.000 cho một sợi. Em bao ship toàn quốc. Thì thông tin của những sản phẩm bên em sẽ để ở phần mô tả. Thì em cảm ơn các bác đã xem video của em. Thì cũng như các bác có muốn tư vấn thêm thì các bác cứ kết bạn số Zalo của em là 0935 980 281. Thì các bác cứ kết bạn Zalo với em sẽ tư vấn trực tiếp với các bác. Em cảm ơn các bác đã xem video của em.